Xin là kính chào bà con. Nên cá đầu hôm nay giới thiệu với bà con cái dòng bắt quái ethylene 50 khung. Tổng chiều dài của nó là 15 m, thân xanh 3 ly, đuôi xám 2 ly. Hàng này là hàng đặt theo yêu cầu. Ngoài cái hàng 50 khung này ra thì bà con có thể đặt theo yêu cầu tùy theo bà con thích, sở thích hoặc là muốn ngắn dài như nào đó. Để phụ thuộc cái dòng sông cũng như là phụ thuộc vào cái chỗ lơi, khu vực đầm hồ của bà con đánh bắt. Kính thưa bà con, riêng dòng 50 khung này, bà con đặt hàng như thế này ấy, là những bà con đang biết cách đánh. Lý do là chỉ cần đánh số lượng, chỉ khoảng tầm 10 đến 20 cái thôi là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Mỗi lần mình giải, mình kéo lên, thì tôm cá nó chui hết vào trong này thì mình gỡ một lần cho nó thu một lần cho nó khỏe người. À, thưa bà con, cái hàng này ấy, thân của nó là 3 ly, thân của nó 3 ly toàn bộ thân, còn nâu về phần đuôi là khoảng tầm 3 khung cuối, 3 khung phía cuối đằng sau. Cái dòng ethylene này là đuôi xám 2 ly. Riêng cái dòng này thì bà con có thể hình dung được là nó đang bắt những con tép, con tôm nhỏ nhất, bắt tôm tép nhỏ như hạt gạo luôn. Thì người ta gọi là hàng này là hàng bắt tép gạo. Riêng về phần hom, hom vào trong rất là sâu. Bà con nhìn thấy nha, đây là thực tế, hom rất là sâu vào trong, rất là cân. Rất là cân, đúng như hình phễu. Tất các đường viền được bâu hoàn toàn bằng tay, thủ công bằng tay, để cho bà con thì hình dung được là cái những cái dòng này đã làm lên là nó rất là đẹp. Ngoài cái dòng 50 khung này ra đặt theo yêu cầu thì còn có dòng 24 khung thì nó rơi vào 7 m, 29 khung nó rơi vào 8 m. Còn có cái dòng 15 khung 5 m, 19 khung 6 m, 24 khung 29 khung vân vân. Thì bà con cần sản phẩm nào thì cứ liên hệ với A Đấu, tại vì nếu như bà con muốn đặt một cái sản phẩm bắt quái ethylene này mà đặt ưng ý thì hãy đến với A Đấu. Ngoài ra bà con muốn đặt những hàng rẻ cũng có hàng rẻ cho bà con, hàng rẻ với hàng đắt tiền nó lệch nhau cũng tương đối. Vì thế bà con hãy cân nhắc trước khi đặt hàng để cho làm sao tránh hiểu lầm giữa đắt đắt rẻ rẻ, rất là mệt mỏi. Bà con cứ yên tâm khi đến với A Đấu là đến với những sản phẩm chất lượng nhất. Tại vì A Đấu bán hàng là luôn cam kết là tư vấn cho bà con các chi tiết trước khi quyết định đặt hàng. Bà con có nhu cầu đặt hàng hay là muốn tìm hiểu về sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp với A Đấu qua số Zalo trên màn hình. Bà con nhớ đăng ký kênh cho A Đấu để theo dõi nhiều video hay hơn nữa. Xin cảm ơn.